Chi nè, lâu lắm rồi Phong mới thấy chị cười tươi như vậy đó. Ngày mai Yến mang vali to lắm, chả biết có tự xách được không nữa. Cho em địa chỉ nhà chị, rồi em qua đón. Cưng mà. Anh nói cái gì? Bệnh viện nào? Tự nhiên tôi bị giật mỏ thèm cà phê quá. Tôi vô bệnh viện mua cà phê đây. Cô đem vali đi đâu vậy? Tôi đi công tác. Công tác? Dạ đúng rồi. Wow, biển to quá, bé không dám tâm đâu.